Ủa, mày khùng hả mày? Mày tặng cho nó 3 buổi, một buổi tao trả cho thằng BT 100 ngàn. Nhưng mà mày đâu có giảm giá đâu anh. Nó mày không giảm giá mà tao tốn tiền. Mày đưa cái deal gì kỳ vậy? Bây giờ á, cái phòng game đó có một đội sale với đội BT, anh em nhà tụi nó đó. Nó kéo tới nó làm, bảo đảm nó trình cho mày lên những cái chính sách vậy nè. Mày không coi video của tao mốt mày bị nó xỏ mũi đi như con trâu. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu. Kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Chào mừng các em đến với chương trình vlog kinh doanh của anh Duy Nguyễn nha. Rất thực tế thôi. Nói chung thì anh ra đời làm ăn. Anh có mẹt, có nhà, có xe, có nhân viên, có công ty, có phòng gym này nọ. Thì trên bước đường anh đi qua cũng giẫm chết nhiều thằng. Mà trong đó có những thằng nó chết hẳn. Có những thằng thì nó chưa chết nhưng nó trù dịch Covid này mày bán nhà nha con, dịch Covid này mày ế chết mẹ nha con. Tao mở phòng game mà tao chơi khô máu mày nè. Tao vay ngân hàng 5 tỷ tao nhập đồ tao chơi chết mày luôn. Tất cả chỉ là hăm dọa, anh nghe hăm dọa mà anh lớn lên từng ngày. Đó. Thì bây giờ thị trường gym Bình Tân nó cũng sôi động lắm em. Nó cũng mở lên nheo nhóc nhiều lắm, chạy quảng cáo cũng cực cũng căng lắm nha. Nào là nhất Bình Tân đồ này nọ không, chả biết nhất dựa trên gì, thấy máy tàu mà mở miệng nhất miền Tân đúng không. Mở phòng gym linh hồn là cái gì, là thiết bị. Mở phòng gym linh hồn là thiết bị, mấy ông không hiểu được cái chuyện đó. Mấy ông nhập máy Mỹ như tôi đi, chắc chắn là phòng mấy ông xịn à. Còn mấy ông nhập máy tàu, có mấy thằng kinh doanh nó nghĩ như vậy nè mấy em. Kệ mẹ nó, máy cứ máy tàu, thằng chó đó tập nó biết cái gì đâu. Nó nói chuyện với nhau nó hổn như luôn. Nói trời ơi, khách hàng ngu không à, tập biết mẹ đâu, vô cứ kéo cột lột, quan trọng BT chiều khách. Nói chuyện ok là nó nghe hết à. Nó kinh doanh theo kiểu đó đó. Kinh doanh theo kiểu miệng lưỡi. Kinh doanh theo kiểu hứa hẹn. Kinh doanh theo kiểu mà giang hồ nó kêu là xạo 300. Dạ. Đó. Nó không là vấn đề. Cốt lõi là tiền phòng gym là thiết bị. Mấy khác chỉnh sửa thoải mái. Cái thiết bị em đầu tư sai hại là em chết mẹ. À, giống như ví dụ như giờ thiết bị em cứ chơi máy Mỹ đi, full như anh vậy đó, ra đường thằng nào nổ nổi. Không có thằng nào dám nổ vô đồ Mỹ đâu. Đa phần 99% máy tập Việt Nam máy tàu. Thẳng luôn, nha. Phòng gym giá rẻ gì đó, tất cả mọi thứ đó. Thì bây giờ á, em muốn đánh bại phòng gym, đánh một cái lượng membership của nó. Em cho nó ế khách như tiệm nail bên Mỹ vậy đó rồi chết. Thì tụi nó cũng trù anh vậy thôi. Tụi nó cũng trù anh vậy thôi mà càng trù á thì nói chung phòng anh nó càng ngợp đông á. Trung đông đông mức nào thôi, chứ còn anh cũng chẳng nói thật sự với tụi em luôn á. Anh kinh doanh phòng gym mình đam mê thôi, làm gì đam mê thôi chứ anh thích cái khác. Anh thích tập gym, anh thích chém gió, anh thích xây nhà, anh thích vậy đó. Thích bán súp nữa, thích phân phối súp, thích sản xuất súp, thích quý mì già, thích đi chơi, thích live stream đó. Thì nói chung thì cũng có câu chuyện anh kể ra như động viên mấy em sale. Nói chung mấy em sale trong phòng gym nó có hai mảng BT và mảng sale. Hai tụi nó hai nhánh khác nhau, không nào lạm quyền nào nha. Mà bây giờ á, sale nó có giữ á, thì BT nó mới lên. Nó vậy đó em, mấy em kinh doanh em phải nắm câu này, sale phải giữ BT nó mới lên. Mà sale gì, tao nói thẳng luôn. Thằng nào con nào sale á, thì có sao nói vậy, nói thật cho khách hàng người ta hiểu. Rồi người ta chọn dịch vụ thôi, chứ sale mà chém gió là cái như anh cực ghét. Sale chém gió ghét lắm. Mà đa phần trên mạng, trên thị trường gym bây giờ tụi nó sale chém gió không à mấy em ơi. Nó nọc chung lò ra mà. Nọc chung lò ra anh nghe anh lại gì nữa. Nghe sale câu 1 câu 2 biết muốn gì rồi. Giờ muốn cứ ký hợp đồng 3 năm gì đúng không? Nói mẹ đi cho gọn. Ký hợp đồng 3 năm là mày bán nhà rồi mày đưa hợp đồng nhà của mày đó coi, mày hợp đồng ký mấy năm mày kêu tôi ký hợp đồng 3 năm. Xạo xạo. Đúng không? Còn bây giờ vô chỗ Duy Nguyễn nói ký hợp đồng 3 năm có sổ đỏ rồi, khỏi lo nó không bán nhà đâu. Chắc chắn, đúng không? Sao bán được? Ví dụ như thằng kia nó muốn nhà thì nó còn bỏ nhà đi được, nó bán đồ được, tôi bán nhà không làm gì, bán cái nhà dễ bán lắm trời, khó cực kỳ luôn á chứ. Còn trong khi cái nhà được xây là xây để làm mở phòng gym đó, bây giờ bán nhà không, thằng kia nó sửa một bằng lại nó làm khách sạn chắc chết bà đó luôn đó. Ủa mà nãy giờ nói gì vậy? À, nói về membership.
Rồi ok, quay lại vấn đề, anh hơi lan man, xin lỗi mấy em. Một lần nữa rút kinh nghiệm. À, phòng sale á, mấy anh sale lính của anh mà nó cũng ngát lắm mày ơi. Nó gọi là nó thấy vòng vòng ở đây nó nổ. Thằng kế bên nổ, quảng cáo gì 300-400 ngàn tháng, 200 ngàn tháng, tặng vé tập, tặng yoga, tặng từ lưa hộp dưa, nó về nó kêu anh Duy Nguyễn này tặng giống nó đi nha anh. Xong rồi anh bác cái một rồi mấy em. Mấy cái đó anh nói lần đầu với lần cuối mấy em đừng trình lên, chắc chắn không bao giờ được hết á. Tại vì nguyên tắc của anh làm ăn không bao giờ anh giảm dịch vụ hết. Nó tại vì mà giảm giá là giảm chất lượng chứ gì nữa. Đúng không? Cái giá mình đóng mẹ mèo như mèo rồi, phòng gym vậy tháng có 400 ngàn nếu đóng 3 năm. Đúng không? Còn nếu mà đóng 1 năm tháng có 500 ngàn mà ông còn trả nữa, tôi cũng lại bằng cụ luôn chứ chơi sao thân. Nó nên bây giờ một phòng gym không thể nào nó rẻ được. Đúng không? Nếu mà cái phòng mà máy tàu á thì nó mới có giá rẻ. Máy tàu mà vô mày tập đi. Vậy thôi. Nên tụi nó chém gió mà sao mình nó rung mới ghê chứ mấy em. Đó, tụi nó chém gió thôi mà sao mình nó rung. Ở về để cho khách qua bên đó thì tao đâu có ngại đâu trời. Thoải mái, anh em mở cửa làm ăn nó cũng cần phải sống. Đúng không? Mà mình cũng cần phải giữ cái đẳng cấp của mình. Nên những cái gì mà kêu giảm giá rồi tăng quà tặng đồ là no table đi. Không bao giờ. Không bao giờ. Đúng không? Minimum á là cái giá tập qua là 400 ngàn tháng. Thì đừng có bao giờ trình cho anh một cái chính sách gì trong một cái thời điểm nào mà nó xuống còn 399. Cứ Covid thì Covid gì đó. Dẹp. Anh nói dẹp. Thằng tập á thì nó không tính giá. Mà thằng sàm lông thì nó méo tập. Chốt. Trời ơi anh họp anh nóng lắm em. Anh vậy đó. Nó sàm lông thì nó méo tập. Chốt. Tao không có gì 1, 2, 3 thằng con sàm lông. Nope. Mà tao đi tao giảm giá dịch vụ, tao đi tao xỉ nhục khách hàng. Tự nhiên cái thằng kia nó mới đóng tiền cho mình ngon lành. Đúng không? Rồi xong bây giờ tự nhiên mình giảm giá kiểu này có phải là mình chửi cho mặt thằng kia mày ngu chưa? Sao lúc trước mày không để tao giảm giá đi rồi mày đóng? Nó chơi vậy nó không có được mấy em. Chơi vậy ra đường làm ăn người ta chửi chết luôn á. Đúng không? Người ta chửi với mình là cái thằng bất nhất. Mình là cái thằng xàm. Trước sau nhiều lời. Không làm ăn được. Nên á mấy em sale á mà trình cho chính sách giảm giá là mấy em chết mồ mấy em rồi. Không bao giờ được đâu khỏi trình. Mày trình gì đó, ví dụ mở thêm lớp này lớp kia bào tiền thì được. Đúng không? Ví dụ như nhờ mở lớp hồ bơi hoặc bãi biển hay là tập rút ít rút ép hay tập thêm gì đó thì được. Đó là một. Cái thứ hai đó nó bị anh đàm của nó rồi, nó biết rồi. Bây giờ nó chơi chỗ khác. Nên tao cũng bực mình đội xe lắm em. Nó chơi vậy nè. Ok em nói vậy được, em có cách khác. Bây giờ em không cần anh giảm giá. Anh tặng cho nó 3 buổi tập đi. 3 buổi tập BT để em dụ nó nâng cấp hợp đồng. Nghe có lý không em? Nghe mới qua có lý nhưng mà nghe kỹ nó vô lý. Vậy tao hỏi thiệt mày nha, vậy 3 buổi BT đó dạy thằng nào trả tiền? Cái nó dạ anh chỉ cần trả cho nhân viên một buổi dạy cho nó 100 ngàn thôi nó vui vẻ rồi anh. Cái nó có cụ chỏ nè ăn không? Nó có cụ chỏ nè, nó có cụ chỏ nè. Mày khùng hả mày? Mày tặng cho nó 3 buổi, một buổi tao trả cho thằng BT 100 ngàn. Tao chưa biết nó ký ra cái gì, tao thấy tao lỗ 300 mẹ đó rồi. Cái đó, nhưng mà mày đâu có giảm giá đâu anh. Nó mang giảm giá mà tao tốn tiền. Mày đưa cái điều gì kỳ vậy? Nó sẽ có nhiều chiêu như vậy đó. Nó nhiều chiêu như vậy. Đó là cái chiêu anh đang nói về những cái kỹ năng quản trị nha. Thí dụ nha, tụi em làm chủ, tụi em sẽ gặp. Bây giờ á, cái phòng game đó, nó có những cái thằng biết bỏ tiền đầu tư thôi nha. Có nguyên đội tới nó làm nha bà. Nguyên đội luôn. Có một đội sale, đội BT, anh em nhà tụi nó đó. Nó kéo tới nó làm, bảo đảm nó trình cho mày lên những cái chính sách như này. Mày không coi video của tao mốt mày bị nó xỏ mũi đi như con trâu. Thề luôn. Nên đủ lượng này thêm lượng anti-fan nữa rồi. Này nghệ thuật kinh doanh là nó hơi sâu thôi, giờ qua chuyện của anh đi. Nãy anh nói về mặt tích tiêu cực của ngành sale, giờ nói mặt tốt. Nói chung sale là cái gì đó nó cảm xúc lắm em. Nó làm cái gì nó đam mê lắm. Em chờ đợi tin nhắn khách hàng, em hồi hộp đâu này nó kia, tim đập bịch này nọ. Đúng không? Em theo khách hàng nó cũng khổ nữa. Anh ơi anh bữa hổm tới gặp rồi về suy nghĩ sao được anh. À, em nhớ anh quá à, anh tới gì mà gặp em. Chưa kịp vô nghe con vợ nghe máy rồi xong phát một. Rồi xong phát một chửi xối xả luôn. Nói gì mày? Hả? Mày gọi chồng bà có gì không? Quá những cái sự thật mà thật lòng là mấy em nó bợp chợp quá. Đúng không? Người ta phải alo, dạ phải anh hôn để người ta lên tiếng cái đã, biết ai cái đã. Bập chợp vô để xà luôn. Mà trong khi đâu có gì đâu. Chỉ là rủ đi tới phòng sim để đăng ký hợp đồng thôi. Bà vợ bà ghen. Bà xả không được phát nào, từ đó mất cái mẹ vé luôn.
bả ghen vậy mà nắm đầu chồng, chồng đố đi được. Mà thường là mấy con vợ ở nhà xấu không tập gym mới ghen thôi. Đó, chứ mấy con vợ mà đẹp đi, nó tới phòng gym nó tập, nó nhìn nó biết hết trơn rồi, ghen luôn cái khỉ gì nữa. Hiểu không? Rồi xong rồi, nói chung cũng cực, ngành sale phải nói là cũng cực chứ phải giỡn đâu. Nó đi chào khách, giả chào khách là giống la trên phòng này nọ, nhờ đồ, anh ơi giới thiệu bạn tới, chị ơi giới thiệu chị tới, tập được không, này nọ, giúp đỡ khách đồ. Đúng không? Lấy khăn đồ, rồi lâu lâu khách không biết tập nữa, mặc đồng vô chỉ luôn. Nó đó là cái cực ngành sale rồi, sếp rất ghi nhận mấy em. Yên tâm đi, sếp nhìn thấy hết nha. Bây giờ anh sẽ kể cho tụi em một cảm xúc. Cảm xúc ngày 30. Cái ngày 30 là cái ngày cuối cùng để chốt doanh số, đúng không? Mà tụi em phải hiểu rằng á, cái doanh số á, là cái để chủ đầu tư nói chuyện với cái đội ngũ sale. Có nhiều mô hình game nha em. Cái dụ như mô hình game là chủ đầu tư nó điều luôn sale thì khác. Còn mô hình game mà chủ đầu tư nó thuê sale thì là khác. Anh đang nói cho mấy em chủ đầu tư mà thuê sale đó. Thí dụ như tụi em thuê sale là cuối tháng là cái doanh số là cái nói lên kết quả làm ăn giữa chủ đầu tư với thằng sale. Thí dụ như thằng sale nó cam kết cái phòng này tháng này đem về 1 tỷ, tới ngày 30 không đủ 1 tỷ á, là nó ngồi nó phải bút biết này nọ các kiểu, thậm chí nó bỏ tiền túi ra luôn nha. Cái đó là có, bởi vì đó là làm sale á, nó có mặt này mặt kia. Thí dụ như bây giờ á, cam kết là 1 tỷ mà tới sắp tới giờ g của ngày 30 rồi mới được có 999 triệu, hoặc 990 triệu, thiếu 10 triệu. Thiếu 10 triệu ở đâu ra? Đồ đúng không? Thiếu 10 triệu ở đâu ra? Con sale nó bỏ tiền ra nó bụp luôn. Wow. Nó bụp luôn xong cái qua tháng sau nó tìm cách nó bán lại. Wow. Nó bán một cách âm thầm cho người khác. Thì cái việc làm đó nó cũng nói chung là sai sai đúng đúng, mà nói chung thì tùy độ, tùy góc độ các bạn. Các bạn nhìn thấy nó sai thì nó sai. Còn các bạn nhìn thấy góc độ đó đúng thì nó đúng. Tụi nó thường là sẽ làm như vậy, hiểu không? Tại vì bây giờ mà tụt trên số một cái, trên số không đủ á thì nó sẽ bị hại này hại kia, bị phần trăm chia lợi nhuận các kiểu chứ. Sale nó có móc mà, ví dụ như móc 100 triệu là từ tiền khác, móc 150 tiền khác, nó đang là 145 thì nó phải búng như thêm 5 triệu để nó tăng lên móc 150 để lấy tiền quay hồng cao hơn. Rồi xong mà 5 triệu đó từ từ nó tính. Mà thậm chí nó cho khách mượn tiền luôn. Nó cho khách mượn tiền. Nếu mà khách không mượn tiền nó mới bỏ tiền nó ra, nó làm cái hợp đồng ảo, hiểu không? Bởi vì mình nói là, tức là ở đây là cái gì? Mình nhìn cái sự việc nó có hai góc độ. Một đó là cách tụi nó gian dối. Nó là gian dối chứ là gì? Nhưng mà cái thứ hai á, nó thể hiện cái sự trách nhiệm và nó thể hiện cái sự khôn khéo và linh động trong nghề của tụi nó. Đó, nói chung là cũng dễ thương mà cũng vui thôi. Thì hôm qua có một sự kiện ở BBT, bình thường 19 giờ nó phắng mẹ hết rồi. Hôm qua ngày cuối cùng biết nó làm khỉ gì á, nó ngồi nó xào xào ở đây, nó ngồi nó cưa cẩm cái ông nào đó không biết nữa mấy em. Anh không biết khách, anh không biết ai đó. Mà tự nhiên là cái tới 10 giờ mấy đêm, gần 11 giờ tin điện thoại nhắn lên tan phát một. Khách tới rồi mấy em ơi, khách tới rồi mấy em ơi, ra hốt. Có làm hết hồn không? Khách tới mà làm như hàng vậy đó. Nhắn tin trong group có anh trong đó mà bay ra hốt phát một. Tụi nó chụp hình camera từ lưa học dưa luôn. Chụp cạch. Một chiếc xe hơi đậu trước THOL, màn hình camera đen phủ xuống màn đêm. Thằng kia ra mở cửa, nhỏ lệ nhỏ dẫn khách vô. Thằng kia ghi hợp đồng vô cái 3 năm. Hợp đồng 3 năm. Tức là cái chỉ là cái hợp đồng membership 3 năm nó rẻ bèo rồi, không có gì để nói hết á. 3 năm là 36 tháng, một tháng 400 tụi em nhân lên đi, giống nhiêu tiền hết á. Nhưng mà anh nhìn thấy cái đội ngũ tụi nó ngồi nó chờ đợi, nó ngồi nó háo hức. Cái tao họ tao anh mới nhắn tin, ủa mà tụi bay học doanh số gì tụi bay chờ ghê vậy? Không có học anh ơi, không có học, nhưng mà làm cho đẹp số. Wow. Làm cho đẹp số. Tại vì doanh số của công ty á là có BT cộng nhân sale hai người đó cộng nó đạt rồi. Nó đạt đâu hồi lúc mà 12 giờ rồi, đạt rồi, nó không bào nữa. Mà cái thằng số của thằng sale nó chưa có đẹp. Thí dụ 700, 800, 400, 300 thì cái số đó sẽ đẹp, nó mới có mấy chục là 8 mấy gì đó, 400 mấy, 400 8 mấy hay 500 8 mấy gì đó. Cái nó up lên cái cho tròn số để cho nó đẹp số thôi. Cái nó nói vậy đó. Qua cái hành động đó, anh là một chủ đầu tư, anh thấy vui. Ở mấy nhỏ nhà sao giờ nó cài ghê, ta gặp ngày nào không cài giờ đỡ quá. Mấy ngày khác nữa, 8 mấy đi về rồi. Mà nó coi nó làm sale nó có mùa mấy em ơi. Nó, tao bảo đảm mày cái ngày sale á, mà vui nhất á là ngày 30, ngày cuối cùng á, nó vui lắm. Má group nó nhộn, nó nhắn cả ngàn tin trên đó. Hợp đồng mà nó bay tới, đếm tiền mệt luôn á. Tại vì tụi nó nuôi mà. Tụi nó nuôi. Hiểu không? Tức là thằng sale á, nó bào tiền khách cho tới mức á, là khách nó phải dồn, nó biết ngày nào khách có tiền, nó dồn tiền tới khách đó và tới
tới ngày, tới hai ngày cuối cùng làm gì làm khách nó vẫn phải ói tiền ra. Ghê chưa? Mà không biết nó nhắn tin kiểu gì á, có con xe hơi mà tối thui luôn. 10 giờ mấy tự nhiên chạy tới THOL đóng tiền xong có hợp đồng ba cũ 3 năm. 3 năm rồi về nó mừng nó vui Tết, thằng này chúc mừng thằng kia chúc mừng thằng nọ rồi giao nó ảo lắm. Rồi xong rồi hẹn đi ăn đêm ăn tối rồi nọ các kiểu. Qua câu chuyện anh kể là gì? Nó là cái cung bậc cảm xúc khi đi làm mấy em. Tự nhiên đi làm tới ngày cuối cùng tụi em có những cung bậc cảm xúc đó. Nó thể hiện cái gì thì cái mục tiêu. Tụi em làm việc nó phải có mục tiêu, tụi em mới thành công được. Còn mấy thằng túc ta nhân viên phòng sáng cấp ô đi tối cấp về, tao nói thiệt mày làm suốt đời cũng chẳng mục tiêu nữa. Mục tiêu thì nó nằm ở ngoài công ty chứ nó không nằm ở trong công ty. Đó, nên mấy em mà đặt ra cái mục tiêu cho bản, mục tiêu nó có hai mục tiêu cho tập thể và mục tiêu cho bản thân. Thì cái mục tiêu cho tập thể thì là phải từng cái bản thân nó đạt được. Và trong cái tập thể đó thằng cá nhân A nó hỗ trợ BC, hỗ trợ DF, nó hỗ trợ nhau. Nó tạo ra một cái team rất là vui. Đó là team sale của công ty BT ngày hôm qua, BT Bình Tân á. Đương nhiên quận 12 nó cũng có, nhưng mà quận 12 là câu chuyện khác. Anh không có thích mà làm trong một video mà nó nhiều cái. Đúng không? Cái con mặt nhỏ mà nó cầm cái chỉ số mẹ quẹt quẹt vô mặt anh, nó đòi ăn anh đó. Tối nay mình cùng đi ăn tối và giải quyết tiếp. Tôi không ngại cùng em đi ăn tối, nhưng sợ thành bữa tối của em. Con nhỏ đó là sale đó. Con nhỏ đó là sale hả? Mà nó vô lâu rồi, hôm qua nó hỗ trợ hợp đồng cái thằng mới vô con tháng à. Hiểu không? Nó hỗ trợ qua lại cái team của tụi nó ngày hôm qua đó. Nó gọi khách cũng vậy nữa. Tự nhiên mà ông khách mày đóng thôi chứ mày làm ghê. Tự nhiên mà ông khách nó phải chạy cái xe hơi tới đây mà trong thời gian buổi tối, tao biết khách nào. Nhưng mà thấy ông khách này rất là chịu chơi. Ông khách này rất là chịu chơi và cái bọn này với cái ông khách này có cái tình cảm nó cũng tương đối nó thân lắm em. Nó mới làm chuyện đó chứ gặp tao thôi dẹp đi. Ông mà tao mua thôi chứ giờ làm gì có chuyện mà khuya đất khuya lơ rồi đang gái gú không biết qua dẫn bồ theo không nữa. Nó làm vào những cái việc mà nó rất là cảm xúc. Anh dùng cái chữ cảm xúc. Nó và môi trường gym thì nó luôn cạnh tranh, thì nói chung là nó từ lưa hết nè. Cái phần cạnh tranh đó thì để cho BBT lo. BBT dập được nha. Còn phần mấy em sale thì mấy em khai thác tốt dịch vụ, hoặc là quản lý phòng gym chỗ nào toilet nó nghẹt, chỗ nào nó tắc hay chỗ nào nó hôi thì làm ơn báo sớm. Đừng để cho khách hàng người ta phàn nàn nghe chưa. Nghe chưa? Đó, nó là phòng gym Bình Tân. Phòng gym Bình Tân thì nó vậy thôi. Nói chung thì nó cũng vui, nó cũng buồn, gặp có người này người kia. Nói chung mà làm gym mệt rồi. Mệt mà vui nha. Còn anh thì anh ít biết chuyện lắm. Tại vì anh không có hết. Trong group nào có anh hay là gì nó chia sẻ thì anh biết thôi. Nói chung là anh thay mặt cho chủ đầu tư, anh nói chung là cũng rất là, anh rất đánh giá cao tinh thần làm việc của team sale vào ngày 30. Còn ngày 29 ngày trước thì cũng bình thường thôi. Đó, anh cũng muốn là tụi em làm việc ngày nào cũng như là ngày 30 hết á. Tất nhiên á, thì đối với anh và đồng bậc cắt phòng game chả là cái gì, anh nói thẳng luôn. Nhưng mà anh nhìn qua cái thái độ nhân viên của mình, anh nhìn qua cuộc sống của nhân viên mình, anh cũng cảm thấy là anh chúc mừng trước là anh chúc mừng cho tụi em đó, và sau đó là anh chúc mừng cho tập thể công ty BBT cũng đoàn kết đi qua dịch bệnh này mà mấy phòng game khác trả một bằng hết rồi, mà công ty mình cũng làm ăn nên làm ra, cũng có được đồng ra đồng vô, xe hơi đậu xe thì cũng đông đông, nó xe máy thì cũng kẹt kẹt, phòng tập thì cũng khá là nhiều và tất cả những bộ phận đều hoạt động trơn tru. Thì thôi anh cũng xin chúc mừng mấy em một lần nữa. Rồi qua đây thì cũng chia sẻ với mấy bạn về những cái sự thật trong ngành gym và những cái chiêu và những cái chiêu trò và những cái cảm xúc. Nói chung là cái gì nó cũng tính chất hai mặt của nó cả. Cái gì cũng tính chất hai mặt của nó cả. Tất cả là làm ăn, trong quá trình làm ăn coi nó lỡ tay, nó va chạm đủ đối thủ này nọ kia, rồi hoặc là đồng nghiệp nó thì nó cũng xung đột tùm lum chuyện hết. Muốn nghe nữa không? Muốn nhiều chuyện nữa không? Yes. Anh mà mốt làm video anh kể tiếp cho nghe nha. Bye bye. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.